Thưa quý khán giả, ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thành phần cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đoạn qua thành phố Cần Thơ. Kinh phí từ nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng phối hợp Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan lập hồ sơ thủ tục giao nhận mốc giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục về đất đai, tổ chức lập thẩm định phê duyệt và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo đúng quy định. Theo quyết định phê duyệt dự án, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua thành phố Cần Thơ là hơn 618 tỷ đồng.